khắc phục iPhone 14 Pro Max bị trắng màn tại nhà được không anh? Anh ơi, em có một con iPhone 14 Pro Max bị trắng màn như ảnh. Có cách nào khắc phục không anh? Rồi ok, chào bạn nha. Thì bạn này, bạn gửi qua cho mình một tấm ảnh. Thì iPhone 14 Pro Max nó bị trắng màn như tấm hình. Các bạn có thể là xem trên đây, mình chuyển hình lên đây. Thì cái này không phải là cái nó bị bệnh trắng màn các bạn. Cái này là do cái lỗi các bạn cài đặt. Thì đây mình sẽ có hướng dẫn các bạn cách khắc phục. Và đây là mình sẽ có một con iPhone 13 Pro Max đây. Nó cũng bị tình trạng y như tình trạng cái con iPhone 14 Pro Max. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục nha. Các bạn làm theo dõi của mình. Đầu tiên các bạn nhấn tăng âm lượng, sau đó buông ra. Và sau đó nhấn liền nút giảm âm lượng, sau đó buông ra. Và nhấn giữ nút nguồn, đợi cho nó khởi động lại là sẽ hết 100% nha. Để mình sẽ bắt đầu để các bạn xem. Rồi ok, mọi người cứ nếu mà lần đầu tiên các bạn làm á thì có thể là làm không được, tại vì nó thao tác nó sai. Thì các bạn làm đi lặp lại vài lần thì chắc chắn luôn 100% sẽ hết nha mọi người. Rồi bây giờ nó bắt đầu nó đi, nó khởi động lại, và khi nó khởi động lại thì cái bệnh nó sẽ hết nha. Cái này là lỗi phần mềm chứ không phải là lỗi sọc màng nha mọi người. Rồi nên là nhiều bạn gặp cái trường hợp đó, nhiều khi rất là sợ luôn, và lưu lại cái clip này để mà chúng ta biết cách xử lý khi mà gặp nha. Rồi khi mà nó khởi động lại xong thì nó sẽ lên màn hình nha. Rồi ok, đây lên rồi nha, mọi người làm theo nha.